Hưởng ứng phong trào hiến máu cứu người, công ty cổ phần Nahi phối hợp với Hội chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức ngày hội hiến máu với tên gọi Giọt máu tình người. Đây là một trong các hoạt động xã hội ý nghĩa nằm trong dự án phụng sự vì lợi ích cộng đồng của doanh nghiệp. Chúng tôi xác định là tất cả những hoạt động kinh doanh hay là những sản phẩm mà Nahi kinh doanh đều trực tiếp hoặc gián tiếp đóng góp những cái giá trị cho cộng đồng. Như vậy là chúng tôi không chỉ dùng một phần doanh thu để mà đóng góp cho hoạt động cộng đồng, mà những cái sản phẩm, những hoạt động kinh doanh của chúng tôi cũng hướng tới là đem lại cái lợi ích và đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng. Nahi Việt Nam là công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyên phát triển, khai thác và cung cấp các giải pháp ứng dụng công nghệ tiên tiến, thiết thực theo tôn chỉ hướng tới cộng đồng. Hoạt động lần này đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo nhân viên. Chỉ trong buổi sáng đã có gần 100 đơn vị máu, khoảng 35.000ml máu đã được hiến tặng, tiếp thêm hy vọng cho những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung.